Hôm nay mình xin chào mọi người nhá. Hôm nay gặp một chị xinh đẹp đây, chị này là chủ quán ở đây nha. Hôm nay mình sẽ nói với chị về chủ đề tiếng Anh về quả táo nhá. Biết chị bán hàng ở đây được lâu chưa? Bán lâu rồi. Được mấy năm rồi? 3 năm. Thế quả táo này trong tiếng Anh, thì mình sẽ gọi là apple nha. Để xem là chị khả năng chị đọc của tiếng Anh của chị đâu nha. Chữ apple này chị lấy ở đâu? Apple chị lấy ở đâu? Chị lấy trên Hà Nội. Trên Hà Nội. Chợ Long Biên Hà Nội. Một ngày chị bán khoảng bao nhiêu cân apple? Một ngày hàng táo này chỉ được 15 cân thôi. Mà khách thì khách người ta ăn apple xanh hay là apple đỏ nhiều? Apple đỏ này nhiều. Apple đỏ này nhiều á? Apple này có loại mềm với loại không mềm đúng không chị? Ừ, đúng rồi, hai loại mềm và giòn. Giòn apple xanh à? Ăn cái loại nó chua hay nó ngọt chị? Nó ngọt. Ủa sợ em thì em không dành cái táo lắm, thì mẹ em hay đi mua thôi. Thế chị, con chị học tiếng Anh không? Chị có học tiếng Anh nhưng mà nó không giỏi được lắm, không giỏi tiếng Anh. Con chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Cháu lớn là 23. 23, nên lớn rồi sắp lên bà ngoại được rồi. Cháu lên trước bà nội rồi. Lên bà nội rồi. Và chị thử đọc cái quả này giống em, tức là cái quả táo này là apple. Apple. Đọc lại chưa nào? Apple. Apple.